sáng hôm qua ngày 12 tháng 8, ba xã gồm Điền Quang, Điền Trung, Điền Phong tổ chức lễ ra mắt quỹ khuyến học bác sĩ Trương Gia Thọ và trao học bổng cho các em học sinh giỏi năm học 2013-2014. Ông Cao Thanh Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Bàn đã đến dự. Quỹ khuyến học bác sĩ Trương Gia Thọ được thành lập nhằm mục đích tuyên dương khen thưởng hỗ trợ những học sinh là con em của ba xã Gò Nổi thuộc diện học giỏi học xuất sắc Bà Trương Thị Thanh Thanh, đại diện quỹ khuyến học Trương Gia Thọ cho biết, từ nguồn kinh phí vận động của bạn bè và sự đóng góp của gia đình, đến nay nguồn quỹ đã có trên 280 triệu đồng. Thông qua nguồn quỹ này, hàng năm sẽ trích trao thưởng cho các học sinh vượt khó học giỏi. Tại buổi lễ ra mắt quỹ khuyến học, quỹ khuyến học bác sĩ Trương Gia Thọ, quỹ khuyến học Lê Đình Dương, Nguyễn Quang Vinh, câu lạc bộ yêu gò nổi và các nhà tài trợ đã trao 110 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cùng tập vở cho 110 em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2013-2014 từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở ở ba xã Gò Nổi.